Trung Quốc ngày 12 tháng 11 tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ cảnh sát Hồng Kông, một ngày sau khi một cảnh sát địa phương bắn một người biểu tình với cự ly gần và có một người đàn ông tự thiêu giữa những xáo trộn và những vụ đụng độ bạo động lan khắp cựu thuộc địa của nước Anh này. Người biểu tình tức giận về sự tàn bạo của cảnh sát và sự can thiệp của Bắc Kinh vào những quyền tự do được bảo đảm theo thể thức một quốc gia hai hệ thống được áp dụng khi lãnh thổ này được trao lại cho Trung Quốc năm 1997. Ngày 11 tháng 11, Hoa Kỳ lên án việc sử dụng vũ khí làm chết người không thể biện minh tại Hồng Kông và yêu cầu cảnh sát cũng như các giới chức dân sự xuống thang tình hình. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ ngày 12 tháng 11 ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh giảng bình vực những hành động của cảnh sát Hồng Kông liên hệ đến vụ nổ súng ngày 11 tháng 11 và yêu cầu các giới chức Hoa Kỳ và Anh Quốc đừng can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc.